bị thiên lôi dòm ngó, nam thanh niên thoát nạn khó tin. Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên may mắn thoát nạn khi suýt bị sét đánh trúng, khiến nhiều người không khỏi thót tim sợ hãi. Theo đoạn clip ghi lại, khi trời đang có mưa dông, nam thanh niên cầm ô đi ra ngoài sân thì bất ngờ một tia sét lóe lên, đánh thẳng xuống cột thép. Đáng chú ý, vị trí mà sét đánh xuống chỉ cách chỗ nam thanh niên vài mét. Bị giật mình và sợ hãi, nam thanh niên ngay lập tức vứt ô, ngồi thụp xuống và lấy hai tay ôm đầu. Sau đó, khi định thần lại, nam thanh niên mới cầm lấy chiếc ô và trở lại vào nhà. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trong nhà ghi lại. Sự việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống này, đồng thời để lại nhiều bàn luận sau vụ việc. Xem clip mà giật mình theo luôn, nam thanh niên đúng là cực kỳ may mắn. Bài học rút ra là trời mưa nên ở yên trong nhà, đừng nên đi ra đường, để mất công thiên lôi dòm ngó thì lại khổ. Gặp mình chắc mình xỉu luôn, với những đứa cực kỳ sợ sấm sét. Nam thanh niên chắc sẽ có một kỷ niệm nhớ đời. Hiện nay tình trạng bị sét đánh diễn ra ngày càng nhiều, hậu quả để lại gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng. Nhưng những lần thoát nạn hy hữu từ việc bị sét đánh cũng rất hiếm. Vì vậy, cần phải có các biện pháp phòng chống tai nạn do sét đánh, nhất là trong thời gian mưa bão sắp diễn ra. Còn bạn nghĩ sao về tình huống hy hữu trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.